Ok, hai các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Stormpy Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái phần 4 của Doraemon the Killer ha các bạn ha. Vâng, thì sau cái phần 3 Doraemon the Killer thì cái thằng Nobita này nó đã nhờ những anh cảnh sát đi lại để bắt cái thằng Doraemon the Killer các bạn. Nhưng mà sau khi cái cuộc bắt cái thất bại á, thì những anh cảnh sát đã chết hết rồi. Còn đúng một cái thằng đội trưởng đi theo cái thằng Nobita này thôi. Thì nó đúng sợ luôn các bạn, phải nói là đúng sợ luôn á. Nó hả, nó thấy đồng đội nó chết hết, nó chạy hả, 3 chân 4 cẳng, phải gọi là 36 kế chạy thử sách luôn. Nói với thằng Nobita này phải chạy là tuột quần luôn á mới chạy thoát được á. Đó, sau khi mà chạy xong á các bạn thì cái thằng cảnh sát nó sợ, nó bỏ chạy mất tiêu luôn. Nó để lại cái thằng Nobita này rất là tuyệt vọng các bạn, không biết làm cách nào hết, dùng tất cả các cách rồi. Cái phần này là phần thứ tư rồi các bạn đó, nhưng mà vẫn không có thể nào mà thu phục được cái thằng Doraemon the Killer đó trở lại bình thường được. Cho nên là bây giờ Nobita cũng không biết phải làm cách nào nữa. Đó, thì bây giờ nó phải suy nghĩ cách ha. Và trong thời gian đang suy nghĩ cách thì nó thấy cái chiếc xe đằng trước mặt nó. Thì ok, hôm nay nó sẽ qua đây, nó lấy cái chiếc xe này để nó chạy lòng vòng ở quanh đây. Nó xem thử coi là có người nào có thể là giúp đỡ được nó hay không, để nó nhờ những cái sự giúp đỡ nó ha các bạn ha. Vâng, thì trước mặt mình đó là một chiếc xe cào cào. Đó, chiếc xe này thì màn hình rất là tốt. Nhưng mà bên trong cái hàng rào nó có một con chó các bạn. Đó, các bạn thấy một con chó không? Nhưng mà con chó này nó không có cắn mình. Ok, bây giờ mình sẽ lấy trộm chiếc xe này ha các bạn ha. Để mình chạy một vòng xem như thế nào. Bây giờ thì mình không biết làm cách nào đó. Nobita nó cũng hết cách rồi các bạn. Bây giờ nó phải suy nghĩ hết cách, nhưng mà bắt buộc phải suy nghĩ ra cách nào đó để giúp đỡ thằng Doraemon này. Chứ để cái thằng Doraemon này càng ngày càng như vậy thì sẽ không có ổn chút xíu nào hết. Thì nó bắt đầu mới suy nghĩ ra cách là nó sẽ nhờ cái thằng Freddy Krueger sát nhân ác mộng thôi các bạn ha. Và cái thằng Michael Myers. Đó, thì đây là căn nhà của thằng Michael Myers này các bạn. Và nó sẽ nhờ hai cái thằng này để giúp đỡ mình thu phục cái thằng Doraemon the Killer. Và nó sẽ hy vọng là sẽ thu phục được ha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đi vào trong căn nhà của Michael Myers. Đây là căn nhà của Michael Myers. Rất là giống căn nhà của Michael Myers ở ngoài luôn các bạn ha. Phải nói là rất là giống luôn. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem quanh khu nhà này. Thì khu nhà này cũng quá là quen thuộc rồi. Và nếu như các bạn nào mà chưa biết khu nhà này thì các bạn hãy coi lại cái phần mà đại tướng Zuka đi trú mưa vào đúng căn nhà của Michael Myers. Thì đó chính là căn nhà này ha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi cửa sau ha các bạn ha. Đó, phải đi cửa sau, đi cửa trước là không được. Đi cửa trước là phải sắp mặt đấy các bạn. Để cửa trước rất là trơn, mình không biết tại sao nữa. Mỗi lần mình đi vô là nó cứ té sắp mặt mình luôn. Đó, đây là cái phòng bếp của nhà Michael nè. Này thì mình không cần phải giới thiệu thêm. Nhưng mà mình có nghe ai nói cái gì á, để mình coi thử coi sao nhà của Michael nó nhộn nhịp quá vậy. Trời, ghê vậy. Cái thằng kia nó ngồi dưới cái sàn nhà luôn kìa, các bạn thấy không, ghê vậy. Còn cái thằng này, ủa sao trong nhà Michael Myers mà lại có mấy cái người này ta, lại ngồi dưới đây nè. Thằng kia định đánh mình kìa. Thôi không được rồi. Thôi, khổ quá, trôi qua đi các bạn ơi. Trời ơi, nó chửi mình kìa ghê không. Nó chửi đờ mờ mình. Ai đây chính là Freddy Krueger nè. Ủa, đang làm gì vậy? Trời ơi, đang đứng nhảy hả? Ôi ôi, cái này trai công hay trai thẳng đây? Nhảy gì ghê vậy ba. Ôi ôi, nhảy kìa. Ôi, còn chu cái đít ra nữa chứ. Ghê thiệt. Freddy Krueger kỳ vậy. Mình nhớ Freddy Krueger là sát nhân ác mộng Nightmare, nhìn rất là sợ lắm mà, nhìn rất là kinh dị mà. Đêm nay nhìn nó ẻo lả ướng éo gì. Đánh này 3D rồi các bạn ơi, bảo đảm các bạn luôn 3D. Ôi, đây chính là thằng Michael Myers rồi các bạn. Đúng rồi. À, vậy là mình đã gặp được luôn cả Freddy và Michael Myers ha. Nhưng mà bây giờ mình phải tiếp cận ai trước đây? Cái thằng Michael Myers này nó nhìn nó lạnh lùng quá các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp cận cái thằng bóng lẻo cái Freddy Krueger này trước thôi các bạn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp cận. Trời, mà mỗi lần mình nhìn thấy nó nhảy xong là mình muốn đi kiếm chai dầu ăn thiệt luôn á các bạn. Chai dầu ăn dưới thông đó đó. Vậy quá là sexy. À, cái thằng Michael Myers đang ngồi làm gì ta? Mình cũng không biết nữa. Ở đây ngồi làm gì nè? Ngồi phải gọi rất là lạnh lùng luôn các bạn. Cái thằng này nó nhảy hoài luôn. Ơi, các bạn thấy dưới sàn nhà không? Mình thấy có hai cái áo với một đôi giày. Ơ, có khi nào cái thằng Michael Myers này là người yêu của thằng Freddy không? Mà dám tối hàng này thông nhau lắm nè. Bây giờ mình vô mình chào hỏi Freddy đi. Con chào chú Freddy nha. Con hôm nay muốn lại để nhờ chú giúp đỡ con. Cái gì? Mày đây, tại sao mày dám vô nhà của tao? Mày có biết tao là ai không hả? Tao là Freddy Krueger đó. Mày muốn chết hả? Cái thằng nhóc kia. Mày có thấy tao đang nhảy hay không mà mày vô làm phiền tao vậy? Hả? Dạ con thấy chú đang nhảy, nhưng mà hôm nay á con muốn nhờ chú giúp đỡ con á, đi tu phục cái thằng Doraemon the Killer á chú Freddy. Chú có thể nào giúp con được hay không vậy? Con cầu xin chú đó. Nhìn chú nhảy đẹp thiệt, nó cũng khiêu gợi đó. Mày nghĩ sao mày nhờ tao giúp đỡ vậy? Tao là killer chứ không phải là người thường. Mày nhờ tao giúp đỡ như thế nào? Mày nhờ tao lấy cái mạng của mày thì được. Mày có thấy những cái bộ móng vuốt rất là sắc bén ở trên tay của tao hay không? Nó có thể lấy mạng của mày trong vòng vài giây thôi. Dạ con biết điều đó chứ. Nhưng mà thằng bạn con á, nó trở thành killer rồi. Bây giờ con muốn giúp nó nhưng mà con không biết giúp bằng cách nào hết, cho nên là con hôm nay phải qua nhờ chú Freddy và chú Michael Myers nè. Chú Freddy 3D, chú có thể giúp con được không? Cái gì? Mày nói ai là 3D? Tao không phải là 3D cho mày. Tao là trai công. 3D là cái gì tao không có biết. Trai công thì được. Nè cậu bé có muốn thử cảm giác của 3D và dầu ăn nó như thế nào hay không? Vào đây, ta tiếp cậu. Cậu thấy tao có hấp dẫn hay không? Đây, tao sẽ nhảy với cậu coi cả ngày. Dạ thôi ạ. Con không dám coi đâu. Hôm nay con chỉ qua nhờ sự giúp đỡ thôi. Nhưng mà chú Freddy, chú có đồng ý giúp con hay không? Để con còn biết nữa. Thôi được, ta thấy cậu cũng rất là tội nghiệp, cho nên ta sẽ giúp đỡ cậu đi thu phục cái thằng Doraemon the Killer vậy đó, ta không biết. Nhưng mà khi gặp Freddy ta thì nó sẽ trở thành thằng Doraemon the mít ướt thôi. Cậu hãy tin ta đi. Thôi, được rồi. Bây giờ ta đang bận nhảy rồi. Dạ con cảm ơn chú Freddy nha. Để bây giờ con đi qua con nhờ chú Michael Myers thử xem như thế nào nha. Bây giờ mình phải qua Michael Myers nữa hả? Michael Myers này nhìn rất là lạnh lùng luôn á. Không biết như thế nào đây. Nhưng mà phải cố gắng tiếp cận thôi. Con chào chú nha. Chú Michael Myers. Chú đang làm gì vậy? Chú Michael Myers, hôm nay con qua nhờ chú giúp đỡ con một chuyện đó chú Michael. Không biết chú Michael có đồng ý giúp con hay không vậy? Thằng bạn của con Doraemon the Killer đó chú Michael. Bây giờ con muốn chú qua thu phục nó, có được hay không hả chú Michael Myers? Chú Michael, chú bị cái gì vậy? Hồi nãy giờ chú có nghe con nói không? Con tính nhờ chú qua giúp đỡ con đi thu phục Doraemon the Killer đó. Chú Michael, chú bị sao vậy? Mà chú đang nhìn cái gì vậy? Ôi ôi, quả thật không sai mà các bạn. Chú Michael Myers là chú Freddy Krueger, là bạn trai bạn gái của nhau. Thôi bây giờ phải đóng cái cửa lại thì chú Michael Myers mới tập trung được. Chứ bây giờ chú Michael Myers đang ngắm chai nhảy rồi. Không có tập trung được. Thấy ghê quá các bạn ơi. Mình thấy Freddy nhảy thấy ghê thiệt. Đúng thấy ghê thiệt luôn á. Ôi thôi. Mà bây giờ chú Michael ơi, chú có đồng ý giúp đỡ con hay không vậy? Để con còn biết nữa. Chú Freddy đồng ý giúp con rồi đó. Chú Michael. Cái gì vậy chú Michael? Chú bị câm hả? Chú nói chuyện không được hả chú Michael? Trời ơi, đó giờ biết chú Michael bị câm luôn á. Mày bị điên hả mày? Tao đang dưới cái cục đờm trong cổ họng của tao mà câm cái gì? Hồi nãy giờ tao mới khạc ra được nè. Mà hôm nay mày lại đây có chuyện gì? Muốn nhờ tao giúp đỡ hả? Dạ không phải đâu chú Michael. Con thiệt tình á là hôm qua nay con cầu xin chú Michael là chú Freddy Krueger để giúp con một chuyện. Mày nghĩ sao mà đi nhờ sát nhân giúp mày vậy? Sát nhân là để giết người chứ không phải để giúp người, mày hiểu không? Cái thằng bốn mắt kia. Hôm nay chắc là mày muốn chết cho nên là mày mới lại gặp tao đúng không? Dạ chú Michael, chú có thể nào giúp con được không? Nếu mà chú không giúp con thì con có thể đi về. Và con nhờ chú Freddy. Chú Michael, giúp con đi mà. Con đang nị chú đó. Chứ bây giờ chú không giúp con đúng không? Được, nếu mà chú không giúp con thì con sẽ có một cách để chú giúp con á. Hả? Mày có cách để tao giúp mày hả? Really? Nếu mày có cách mà tao có thể giúp được mày thì mày làm thử với tao coi. Nếu như mà cách của mày hay thì tao sẽ giúp mày vô điều kiện. Nhưng mà nếu không hay thì mày phải chết. Ngày hôm nay mày sẽ không ra được căn nhà này đâu. Dạ. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng mỹ nhân kế. Cái thằng Michael Myers này nó mê chai rồi các bạn. Đó, nó mê 3D. Cho nên là hôm nay mình sẽ nhảy. Hôm nay mình sẽ dùng mỹ nhân kế để mình dụ cái thằng Michael Myers này. Đây là Michael Myers đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ múa cột thôi các bạn ha. Để cho nó coi. Bảo đảm khi mình múa cột xong, cái thằng Michael Myers này chắc chắn sẽ rất là thích luôn đó. Này, anh Michael Myers, anh thấy em có hấp dẫn hay không vậy hả? Ôi ơi, cái thằng Freddy Krueger kia múa sao đẹp bằng em, múa sao sexy bằng em. Đó, cái thằng kia đó chỉ là múa thường thôi, còn em múa cột cho anh coi luôn đó anh Michael. Trời ơi, anh có thấy hấp dẫn không? Anh có thấy sexy không nè? Đấy, em làm những cái động tác phải gọi là hấp dẫn nhất có thể để hấp dẫn anh đó anh Michael. Ơi, ôi cái gì ghê mày? Mới đầu tưởng mày là con trai. Ai dè, mày cũng là 3D giống thằng Freddy hả? Mù mắt tao rồi. Dạ, vậy bây giờ anh có đồng ý giúp em không hả? Anh Michael Myers, giúp em đi mà. Nếu mà anh giúp em thì cái thân xác này sẽ là của anh đó Michael. Đây, anh có thấy cái bờ môi của em không? Anh có thấy cái mông của em không? Thôi thôi được rồi, mày đừng có nhảy nữa, tao mắc ỏi quá. Ok, tao thì giúp mày. Nhưng mà mày phải chính xác với tao là phải có cái thằng Doraemon the Killer đó. Nếu như mày cho tụi tao thì cái mạng của mày cũng sẽ không có còn đâu. Tụi tao phải đi giỡn thôi nha mày. Dạ. Trời ơi vui quá, anh đồng ý, em mừng quá anh Michael ơi. Được, em chính xác với anh là có cái thằng Doraemon the Killer đó mà. Dạ. Bây giờ thì con sẽ dẫn hai chú qua gặp cái thằng Doraemon the Killer đó nha. Được rồi, mày đi lẹ đi. Dạ. Con đi liền bây giờ nè. Hai chú đi ra đây đi. Con lấy xe chở hai chú đi. Hai chú ơi, hai chú đâu rồi? Rồi, hai chú lên xe đi. Bây giờ thì con sẽ chở hai chú qua bên chỗ Doraemon the Killer. Rồi hai chú sẽ giúp con nha. Trời ơi, hên quá, hôm nay được hai chú Freddy Krueger và Michael Myers rất là nổi tiếng giúp mình luôn á. Trời ơi, nhìn hai chú ngồi trong xe á mà tim con á phải gọi là nó muốn thòng xuống tới bụng luôn vậy đó. Rồi, ok, bây giờ thì con sẽ bắt đầu đi thôi nha hai chú. Đây là căn nhà bỏ hoang mà ở bên đó nè. Rồi hôm nay Nobita rất là vui luôn khi mà được cái sự giúp đỡ của hai sát nhân rất là nổi tiếng. Một là Freddy Nightmare và hai là Michael Myers rất là nổi tiếng cho màn ảnh ha các bạn ha. Đây bây giờ thì mình sẽ qua cái ngôi nhà hoang đó ha. Ấy, mình đi lộn đường rồi. Ngôi nhà hoang nó nằm đằng sau mà mình chạy tuốt lên trên đây luôn. Đây. Rồi ok, chú Michael Myers là chú Freddy xuống xe đi. Bây giờ con sẽ dẫn hai chú lên để tìm cái thằng Doraemon the Killer đó nha. Và bây giờ thì con sẽ sử dụng cái máy dò này để con dò thử coi nó đang ở đâu. Đi thôi hai chú. Trời ơi, mình đi với lại hai cái thằng sát nhân Freddy với lại Michael này cũng rất là ớn luôn các bạn. Nó có thể giết mình bất cứ lúc nào. Tại hang này hai thằng sát nhân mà, nó phải người thường đâu. Người thường mình còn không tin tưởng được nữa, nó chỉ là sát nhân. Ê mày, cái thằng Doraemon the Killer đâu? Tụi tao sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Lẹ lên. Dạ. Mấy chú cứ bình tĩnh. Để con tìm. Mấy chú hối quá làm con gói luôn á. À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tìm Doraemon the Killer thôi. Ủa? Nó đâu rồi ta? Tại sao mình lại không bắt được tín hiệu của nó? Hay là hôm nay nó không có ở đây? À đây rồi. Cái thằng Doraemon the Killer đây nè. Chú Freddy là chú Michael. Vô đây lẹ lên. Nó đang nằm ở trong đây nè. Đó. Kia là cái thằng Doraemon the Killer đó, chú Freddy và chú Michael. Ê, nó đang nằm ngủ nè. Nó chu nguyên cái mông thối nó ra ngoài đúng nè. Đây là thằng Doraemon the Killer đó hả? Để tao giết nó bằng một dao của tao, nó sẽ chết thôi. Dạ không có giết đâu chú Michael. Con muốn thu phục nó chứ con muốn giết nó. Được, cái này cứ để cho tao. Cứ để cho Freddy Krueger, sát nhân ác mộng, đi vào trong cái giấc ngủ của nó và sẽ thu phục nó. Tụi bay cứ tin là tao. Anh Michael cứ tin là em. Thôi được rồi. Bây giờ thì anh Michael lại cái thằng nhóc Nobita này đi ra ngoài đi. Cứ để cái thằng Doraemon the Killer này lại cho tao. Tao sẽ xử lý nó. Dạ. Thôi. Bây giờ con đi ra ngoài nha. Chú Freddy là chú Michael. Muốn làm thì nói thì làm đi, nhưng mà nhớ đừng có giết nó nha. Nè, Freddy, em nhắm em có thể lo được vụ này không? Được mà anh. Mấy cái vụ này thì em làm không biết bao nhiêu lần rồi. Nó đang ngủ, đây là thời cơ tốt nhất để em có thể đi vào giấc mơ của nó để thuần phục nó. Doraemon the Killer, mày hãy chuẩn bị gặp cái cơn ác mộng của mày mang tên tao Freddy Krueger Nightmare.